Và tiếp theo xin mời thí sinh Nguyễn Thị Loan, số báo danh 30 đến từ tỉnh Thái Bình. Vị giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh Nguyễn Thị Loan, số báo danh 30, là đạo diễn nhà báo Trường Sơn. Vâng, xin chào em. Câu hỏi của tôi là: em hãy nói cảm xúc của em khi tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Đối với em, cảm xúc khi được đến đây đó là vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Bởi vì cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp chân thiện mỹ của người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ vậy, cuộc thi lại diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, là địa danh có rất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, nhất là khi lại có hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Không chỉ vậy, đến với nơi đây, em cùng tất cả các bạn thí sinh được hòa mình, giao lưu về văn hóa, được tham gia các hoạt động, và chúng em ở đây được mở mang kiến thức, mở mang tầm hiểu biết của mình. Em tin rằng đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đẹp, mãi mãi không bao giờ có thể quên được đối với em và với tất cả các bạn thí sinh ở đây. Em xin hết ạ. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Loan, số báo danh 30 đã hoàn thành xong phần thi của mình. Với danh hiệu Á Hậu 2 sẽ nhận được vương miện giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng, kèm theo quà tặng và bằng chứng nhận của ban tổ chức. Chúng tôi xin được phép công bố danh hiệu Á Hậu 2. 30, Nguyễn Thị Loan. Và xin được mời nghệ sĩ ưu tú Ngô Hoàng Quân, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, và ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, sẽ lên trao vương miện và giải thưởng cho Á Hậu 2 của chúng ta. Nguyễn Thị Loan, số báo danh 30. Chúng ta cùng chúc mừng cho Á Hậu 2, Nguyễn Thị Loan.